chào các bạn đã đến với kênh Hương Thiên TV nhá. Hôm nay thì tiếp tục trong cái tour du lịch ở Phú Quốc, mình đang đi thăm nơi sản xuất một trong những cái loại đặc sản rất là nổi tiếng của Phú Quốc, đó là nước mắm Phú Quốc. Theo mình được biết thì ở trong những cái thùng gỗ lớn này được ủ chỉ hai cái loại duy nhất, đấy là cá cơm và muối. Cá cơm và muối sẽ được ủ liên tục trong vòng 12 tháng. Sau đó thì đã được chiết xuất thành những cái giọt nước mắm thơm ngon đến bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình, và không có bất kỳ cái chất bảo quản nào ở trong đấy cả. Đấy là một trong những cái nguyên tắc rất là cơ bản của cái nghề sản xuất nước mắm truyền thống ở Phú Quốc. Rồi, nước mắm thì các bạn sẽ chiết vào đây. Đây nước mắm. Và sau đó người ta sẽ đưa nước mắm qua đó, người ta sẽ thành phẩm cho mình. Hồi xưa có dồi, giờ nó dồi bự hơn rồi. Vì cái thùng này nó ngâm lâu rồi, nó mới cho tham quan rồi, nó thùng nó ngon. Mình thì muốn vào bên trong một chút nữa để khám phá kỹ hơn. Tuy nhiên thì người ta bảo là nếu mà vào bên trong đấy thì mình không quen thì đã rất là khó chịu. Nên có lẽ bây giờ mình sẽ quay ra và sang bên cạnh này để tìm hiểu một số cái loại đặc sản khô về mực cá cũng như cái loại khác của Phú Quốc xem là có thế nào. Thấy là người ta trưng bày rất là nhiều, nên là giá cả nó ra sao. Cá sặc khoảng 400.000 một ký, khô cá sặc. Vì cá cánh vìa này 9 triệu một ký. Cái này vìa thôi. Vì là vìa cá, cái này cái vây nữa. Vây cá 9 triệu, không biết ăn ngon không? Sao biển 150.000 một hộp. Này là da cá giống 2 triệu rưỡi một ký. Quải chôm. À, quải chôm này. Hải sâm 4 triệu. Cá ngựa, hải mã. Cá ngựa này 5 triệu. Toàn các đồ từ cá biển. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video thú vị thì like ủng hộ nhé. Đồng thời nhấn đăng ký màu đỏ để xem những video mới nhất trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Này là tôm sấy giòn. Này là mì treo đây. Bào ngư 3 triệu một ký. Những hải cẩu. Hộp giấm. Hải sâm.
Hồ cá bớp. Cái này là một con này là 495.000. Đây là cái đồ đóng hộp mực rim. Cái hộp này là 100.000. Đúng rồi, mình thì bánh chảo đường, có gì cả. Đây là mực khô. Có 450.000 một cái túi như này. Là 490. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Đây thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Còn mình với Đà Lộc đã bị lên xe rồi. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.